Chưa có một bản tin xã hội khác đến từ Ấn Độ. Cưới nhau xong, hoàng hôn thấy vợ mọc râu. Thưa quý vị, một người đàn ông cư dân thành phố Ahmedabad ở Ấn Độ đã hết sức hoàng hồn khi phát giác vợ mình có râu trên mặt và nói giọng như đàn ông. Người chồng nói là mình chưa từng nhìn thấy mặt vợ cho đến khi lễ cưới hoàn tất, là vì cô này luôn đeo mạng che mặt. Và người đàn ông cũng phân trần nói là anh ta chưa từng nói chuyện với vợ vì cuộc hôn nhân này là được sắp đặt. Và người chồng giấu tên nói là khi tôi nhìn thấy cô ấy lần đầu, cô ấy có trang điểm. Và anh kể là sau 7 ngày ở cùng nhau, tôi rời nhà đi làm xa. Khi trở lại, tôi thấy vợ mình mọc râu, còn nói giọng thì như đàn ông. Và người vợ thừa nhận là mình có mọc râu trên mặt và có giọng trầm vì vấn đề với nội tiết tố. Nhưng cô lại nói trước tòa là những cái vấn đề đó có thể là được chữa trị. Và người vợ cũng tố cáo chồng mình đã bịa ra các lý do này để mà tìm cách ly dị với cô. Rốt cuộc thì tòa án Ấn Độ đã bác đơn xin ly dị của người chồng và cho là những lý do này chưa đủ để hai bên chia tay với nhau. Thưa quý vị và thưa anh Khắc Hành, bản tin này khiến Bích Trâm nhớ câu ca dao của Việt Nam mình, đó là lỗ mũi 18 gánh lông, chồng yêu chồng bảo, râu rồng trời cho. Lông mũi mà tính bằng gánh là khiếp đảm lắm thưa anh. Nhưng mà khi yêu thì chồng vẫn âu yếm mà cho đó là của từ trời ban cho, mà rồng thì là đối với người châu Á của mình là loài vật quý, thì râu rồng cũng rất là đáng quý. Mà trong bản tin này thì ngược lại, vợ mọc có tí râu thôi là chồng lôi ra tòa đòi ly dị. Thì có lẽ Bích Trâm nghĩ là vì sau 7 ngày ở cùng nhau và nhìn thấy mặt mộc không trang điểm của vợ, thì ông chồng vẫn không cảm thấy yêu vợ, cho nên ai bảo là không có chịu xem mặt mộc của cô ấy trước khi lấy làm chi. Thì bây giờ tòa đã từ chối không cho ly dị, thì anh Khắc Hành có những lời khuyên ra sao cho ông chồng này? Theo Bích Trâm thấy thì là đâu có gì mà phải làm to chuyện, cứ mua dao cạo râu về cho cố, hay là đưa cố đi làm laser hair treat, laser hair removal, thiếu gì cách phải không thưa anh? Vâng, nếu mà phải có lời khuyên cho anh này thì chắc cũng chỉ khuyên anh là thôi muộn rồi anh ạ. Ở Ấn Độ cũng giống như Việt Nam, hàng đã ra khỏi cửa tiệm là nó không thể trả được, huống chi hàng này đã qua một tuần sử dụng rồi thì mong gì mà trả. Mà phải nói là như mình đã nói là nhiều cái loại tin nó không đầu không đuôi, thành ra tôi liệt cái tin này thuộc lại vào cái tin tức mình đấy. Đọc xong rồi thì có lại nó lại gây ra nhiều cái điều mà mình lại khó hiểu. Chẳng lẽ là trong suốt một cái tuần trăng mật này anh này là không lẽ bà vợ mới cưới không hề nói hay hay là thốt ra một lời nào hay sao, mà phải đến khi mà phải đi thật xa rồi về thì mới lại nghe ra cái giọng đàn ông. Mà gì thì gì chứ rõ ràng là cái lỗi này là lỗi mình, trước khi mua hàng mà lại không kiểm tra hàng hóa cho nó kỹ. Cái thời buổi này mà còn chấp nhận cái chuyện mà môi giới của gia đình mà là đặt đâu thì ngồi đó, nghĩa là mình như vậy thì mình đã thừa nhận rằng là mình cái hàng cỡ nào thì mình cũng chấp nhận rồi, thì mới chịu cái điều như vậy chứ. Bây giờ lại sao mà bây giờ nó thực tế thì nó lại là cứ ngã ngửa ra như thế thì nó quả là khó nói lắm. À, ngày xưa người mình Việt Nam mình có cái câu là các cụ nói rằng là chi nhân chi diện bất chi tâm. Rõ ràng là mình thế là thấy đã biết người rồi, đã biết mặt rồi, nhưng mà cái tâm tính coi như lòng dạ của người ta thì khó biết. khó biết lắm, thành ra nhiều khi nó vẫn cứ lộn. Qua một thời gian tìm hiểu vẫn cứ lộn. Cái con mèo ngái ngủ trên tay anh năm xưa tự nhiên về sau đám cưới tự nhiên nó mọc nanh, nó mọc mốt, nó thành con cọp hồi nào không hay. Huống đó là người ta còn kiểm tra là rất là lâu năm nữa. Thế mà anh này bây giờ cứ nhắm mắt lấy bừa thì hỏi làm sao mà coi như là bây giờ có một cái hậu quả vậy, mà tại sao lại ngã ngửa thì cái điều đó nó cũng điều vô lý. Với lại cái thứ hai nữa, mà tôi cũng có lại một điều là ở Ấn Độ, chúng ta biết Ấn Độ là người ta chuộng cái môn bói toán lắm. Ấn Độ là cái nơi mà sản xuất ra nhiều thầy bói rất là chứ danh, và hiện nay bây giờ nhiều người Ấn Độ lang thang trên đường phố Hoa Kỳ để hành nghề cái bói toán đó. Thì lẽ ra là anh này phải hiểu rằng là những cái người phụ nữ đó mà có những đặc điểm nó tiềm ẩn của nam giới, mà người ta gọi là nữ hình mà nam tướng, là những người phụ nữ rất là giỏi. Người ta thường thường là người ta rất là tài ba trong cái chuyện mà xây dựng gia đình. Bây giờ mình cứ thử tưởng tượng như thế này, một cái người đàn bà mà có râu
thì về thì hình hài thì nó khó coi, thế nhưng mà về tướng số và về khoa học thì nó lại là một cái điều rất là tốt. Bởi vì cái người phụ nữ mà có râu như vậy chứng tỏ là cái nam tiết tố testosterone nó là nhiều lắm. Mà nhiều như thế thì sinh lực rất là nhiều. Thành ra là đây rõ ràng là đây là một cái tính tốt, bởi vì nếu mà có chuyện gì đó chưa chắc mèo nào ăn cái miểu nào đâu đó. Chăm chỉ làm đó, thành ra rõ ràng đây là một cái của quý, là mà nếu mà tại sao anh nhìn không ra mà anh lại đòi bỏ, mà coi như là chỉ có mình phải thấy là cái các cụ Việt Nam mình mới là tinh mắt cho đó là cái gọi là râu rồng trời cho, tức là cái của quý đi trời cho mà bỏ qua thì rất là uổng đó. Nhưng có một câu chuyện tương tự là có hai vợ chồng trẻ mới cưới nhau xong thì cũng đã sau cái phần động phòng hoa chúc thì cũng đã xong thì bắt đầu lăn ra ngủ, mà cái chú rể thì đang lơ mơ trong giấc ngủ thì bỗng bừng mình bừng tỉnh bởi vì thấy vợ tự nhiên ôm bụng cười bên cạnh coi như là cười như điên. Thành ra anh nói làm cái gì mà em cười giống điên đấy. Thì cái cô dâu mới cô nói là nhớ em nhớ cái lời mẹ của em nói ngày xưa mà bây giờ em cười quá. Thì cô chú rể em hỏi chứ mẹ em nói cái gì mà cười thế. Thì cô dâu mới mới nói rằng hồi xưa mẹ em nói là vô duyên cục mịch như đàn ông như mày thì trâu nó lấy. Vô duyên thiệt, vô duyên thiệt. Vậy mà cũng có cái... có người lấy. Và bản tin vừa rồi đã kết thúc điểm tin trong tuần. Khắc Hành và Bích Trâm kính chào quý vị, kính chúc quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt.